Ngày 20 tháng 6 năm 2021 đánh dấu ngày bắt đầu của chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo kế hoạch trước đó trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong hôm nay, chiến dịch đã diễn ra tại 8 công ty thuộc địa bàn quận 7 và dự kiến tổng cộng gần 8.000 liều vaccine sẽ được tiêm. Thành phố đã huy động gần 70 đội tiêm chủng thuộc 21 bệnh viện, trung tâm y tế để hỗ trợ. Mỗi đội tiêm gồm hai bác sĩ và ba điều dưỡng, mà khác có 10 xe cấp cứu chờ sẵn khi cần. Các điểm tiêm được tổ chức đầy đủ các quy trình từ khai báo y tế, đo nhiệt độ, huyết áp, nhập thông tin, khám sàng lọc, tiêm chủng và khu vực theo dõi sau tiêm 30 phút. Mọi công tác tổ chức được thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid-19 diễn ra an toàn và hiệu quả.